doing hay ý đẹp người đàn ông lười biếng và kế hoạch của chúa siêu tầm ngày xưa có một người đàn ông rất lười biếng luôn tìm mọi cách dễ dàng để kiếm ăn một ngày nọ khi đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn anh ta nhìn thấy một vườn trái cây anh ta nhìn xung quanh và không thấy ai đứng canh vườn nên nhanh chóng quyết định hái trộm trái cây. Nhưng ngay khi anh ta bước vào vườn, người nông dân nhìn thấy anh ta và lao vào bắt anh ta. Anh ta sợ hãi và chạy về phía khu rừng gần đó và vào trong đó để trốn. Khi đi ngang qua một cánh đồng, anh ta nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp, có một con cáo nó chỉ có hai chân nhưng vẫn sống một cách vui vẻ anh ta nghĩ làm sao con cáo này có thể sống sót trong tình trạng như vậy con cáo không thể chạy làm sao nó có thể tự kiếm ăn hoặc sống sót trước sự đe dọa của các loại động vật khác đột nhiên anh ta nhìn thấy con sư tử đang tiến về phía con cáo tất cả con vật đều bỏ chạy tuy nhiên con cáo vẫn ở lại đó, nó không có khả năng chạy bằng hai chân, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến anh ta kinh ngạc. Con sư tử để lại một miếng thịt cho con cáo, người đàn ông lười biếng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự an bài của Chúa. Anh ta nghĩ rằng Chúa là người tạo ra tất cả, luôn có một kế hoạch để chăm sóc những gì Chúa tạo ra. Anh cảm thấy rằng chúa cũng phải có kế hoạch gì đó cho anh vì vậy anh ta rời khỏi nơi đó và ngồi ở một nơi nào đó chờ ai đó cho anh ta ăn anh ta đã đợi ở đó hai ngày mà không có thức ăn gì cuối cùng anh ta không thể chịu đựng được cơn đói và bắt đầu bỏ đi anh ta gặp một nhà hiền triết già trên đường đi anh ta kể mọi chuyện đã xảy ra với nhà hiền triết anh ta hỏi nhà hiền triết chúa đã có lòng thương xót con cáo tàn tật nhưng tại sao chúa lại tàn nhẫn với tôi như vậy nhà hiền triết già nói đúng là chúa tạo ra một kế hoạch cho tất cả mọi người con rõ ràng là một phần kế hoạch của chúa nhưng con đã nhầm dấu hiệu của chúa chúa không muốn con như con cáo ngài muốn con giống như con sư tử ý nghĩa câu chuyện thường thì chúng ta hiểu sai các dấu hiệu của tạo hóa chúng ta được tạo hóa ban tặng cho sức mạnh và khả năng làm tốt vai trò của mình bạn hãy luôn học cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực và đặt mình ở vị trí có đủ khả năng giúp đỡ những người cần giúp đừng đi theo sự lựa chọn dễ dàng hãy chọn một cách đúng đắn Please like and subscribe!